7.000 đồng xem này, xác nhận này. Ô, đổi qua thành công, không hiểu tại sao 74.000 đồng lại đổi qua không được nhỉ. Đấy, 37.000 lại đổi qua thành công này. Quà sẽ gửi đến từ 1 đến 3 ngày về xác nhận, mình sẽ xem một lịch sử nha, lịch sử. Ở cái game này ấy, ôi dồi tôi chết, chủ game này nó chưa duyệt cho mình này. Mẹ rút tiền từ ngày 23 tháng 5 mà vẫn đang duyệt, tức là sao? Mùng 1 tháng 5 ấy thì Viettel, thẻ Viettel 10k đã về nha anh em ạ.